Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Ái Phương nổi điên khi ông Hòa liên tục gặp Hồng Nhung. Mời các bạn cùng xem tập 20, Kế hoạch hoàn hảo. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Những câu chuyện trao đổi với bác về Phi Long khiến Đình Hòa ngày càng thắc mắc hơn về thân phận. Ông không biết mình có nên tin tưởng Ái Phương được hay không. Phi Long là ai sao bác lại nhắc trước mặt ông một cách chắc chắn đến thế? Khi Đình Hòa hỏi về người này, Ái Phương tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thái độ ấp úng của vợ khiến Đình Hòa không khỏi thắc mắc, chắc chắn ông có mối liên quan gì đến người này. Đình Hòa sau đó cho cấp dưới tìm hiểu về danh tính của người tên là Phi Long. Ông cũng bắt đầu muốn trò chuyện nhiều hơn với bác, mục đích là để bác có thể nhắc đến những gì diễn ra năm xưa. Nếu nghe được những câu chuyện này, có thể trí nhớ của ông sẽ mau chóng phục hồi hơn. Tôi muốn cậu nói thêm về Kim Long, người ấy đối với cậu quan trọng như thế nào, tại sao tôi lại giống người mà cậu quen. Thật ra trí nhớ của tôi có lúc đã bị mất, tôi đang tìm lại ký ức nên có thể nhờ những câu chuyện của cậu, sẽ giúp cho tôi mau chóng lấy lại được phần nào những kỷ niệm đã qua. Bách cũng dần cởi mở hơn và kể tường tận những câu chuyện mà năm xưa đã xảy ra. Thế nhưng có vẻ Đình Hòa không có mấy ấn tượng về Phi Long, ông lại luôn nhớ về một gia đình nhỏ và một cậu con trai. Nhân lúc theo chân con gái về nhà Nam, ông tình cờ phát hiện di ảnh của Hoàng Hải. Càng nhìn lâu khiến ông càng nhớ về một gia đình với một cậu con trai kháo khỉnh. Cảm giác của Đình Hòa về Hồng Nhung rất đổi thân thuộc. Những cử chỉ, giọng nói của mẹ Nam khiến Hoàng Hải liên tục đau đầu vì có cảm giác đang khôi phục lại trí nhớ. Đình Hòa còn tức giận hơn khi biết được thuốc bấy lâu nay mình uống là vô dụng, những gì Ái Phương thêu dịch cho ông chỉ là giả dối. Ông chỉ là con rối trong mắt người vợ này. Cũng kể từ ngày hôm đó, Đình Hòa như có một duyên cớ khi liên tục gặp và trò chuyện cùng Hồng Nhung. Ông mãi mê đến mức quên luôn Ái Phương đang gọi điện thoại khiến bà vô cùng tức tối. Liệu rồi Đình Hòa có sớm tìm lại ký ức với con trai và vợ Hồng Nhung? Bà Ái Phương có để yên cho gia đình này đoàn tụ? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.